Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Sách Vlog nha. Hôm nay chúng mình sẽ đi bắt con sóc mọi người nhé. Năm ngoái nhiều sóc lắm mọi người ạ. Còn năm nay thì mình không biết nữa. Không biết có hay không. Nhưng mà thôi anh em mình cứ đi. Đây các bạn ơi. Đầu tiên là cái bẫy chuột này này. Cái bẫy này mình bẫy được nhiều lắm mọi người ạ. Hôm bữa được nhiều cái con sóc lắm. Đây. Còn mình đã chuẩn bị sẵn cái bắp rồi. Đây anh em ạ, thấy không? Thấy bác không? Cái này không phải là bẫy chuột đâu nha, mà là bẫy sóc nha. Đây các bạn ơi. Mình đã tới cái chỗ mà rất là nhiều sóc luôn. Đấy. Con sóc trong này rất là nhiều đúng không các bạn nhé. Nhưng mà năm nay mình không biết có hay không. Năm kia mình bẫy từ đây này. Từ bên này này tới chỗ kia nhiều lắm. Nào anh em cùng đi nhá. Đây các bạn thấy chưa, đoàn lá chuối. Đấy. Đoàn lá chuối này. Đấy các bạn thấy không? Chỗ này mình nghi vẫn có nó này. Đó. Thôi chắc là mình nghi ở đây không có đâu. Xuống dưới kia coi thử nhé. Đi. Chỗ này người ta mới bẻ bắp đấy các bạn. Mình phát hiện có một cái chỗ đó các bạn. Đây. Chỗ này chắc nhiều sóc lắm các bạn ơi. Đấy. Nếu các bạn muốn bẫy thì các bạn phải tìm chỗ nó ẩm ướt như thế này. Như này nó mới có này. Đó các bạn. Mình biết chắc chắn ở đây là có nó rồi. Mình sẽ đặt ở đây. Mình sẽ đặt một cái bẫy đây. Đầu tiên là mình phải làm đẹp đẹp thế này này. Bạn thấy không? Làm thế này này. Đấy. Chiều này thăm chắc có lắm các bạn. Mình sẽ đặt bẫy ở đây nha. Đó. Rồi mình lấy dây mình cột lại. Không là nó kéo mất cái bẫy luôn. Rồi anh em mình đi tiếp chỗ khác đi. Như các bạn đã thấy. Đó. Đặt ngay ở đây rồi. Ở đây chắc cũng có nó đấy các bạn. Bên này là có cây lá chuối này. Còn ở đây là cây bụi tre rất là đẹp luôn. Chắc trong này mình nghi vẫn có nó. Thôi mình đặt ở đấy nha. Mình sẽ làm tương tự như cái kia thôi. Đây. Đây các bạn. Đã xong rồi các bạn ơi. Nếu cái bẫy này còn thừa thì mình sẽ đi bẫy cò cho bạn xem luôn. Nếu mà không thừa thì mình bẫy hết sóc này. Rồi anh em cùng đi nhá. Chỗ này mình nghi nó cũng có nhưng mà cỏ nhiều quá. Với lại gai nữa. Không dám vô. Đi tiếp nào. Đù. Hôm bữa bị tai nạn máy bay ở đây à.
Cái này là cái ấy mà, thùng rác người ta mà. Mình thay cái chỗ đó các bạn, để mình biết là có nó này. Mình sẽ đặt ngay bẫy đây luôn các bạn nhé. Đây luôn. Cái chỗ này thấy nó không có nhiều mắc keo nhiều. Đã đặt xong rồi các bạn. Rồi anh em mình cũng đi nha. Đây là cái bẫy cuối cùng rồi các bạn. Mình đã bẫy xong rồi. Rồi anh em mình đi về nhé. Chiều chiều tầm cỡ 3 giờ hay là 4 giờ. À cứ cho là 5 giờ đi. 5 giờ đi thăm. Năm ngoái là mình đi bẫy từ sáng. Rồi 5 6 giờ mình đi thăm. Dính rất là nhiều luôn các bạn. 3 4 con luôn. Năm ngoái mình chỉ có 5 cái bẫy thôi. Năm nay được nhiều hơn, năm nay được 7 cái. Đây. Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hồi nãy mình không mang máy quay đi nên mình cũng quay cái clip mà mình đặt bẫy bẫy con sóc đó mọi người. Đây, hôm nay mình có được hai cái, hai con. Đây mọi người ạ. Đấy. Mọi người thấy không? Đó. Thôi để quay cho nó rõ hơn đi. Mình đi thăm nó thì mình quên mang máy quay đi. Con là con Đây. máy không nhỉ? Cái lưới của nó rất là dài luôn các bạn ạ. Con này nó bự hơn, thấy không? Hai thằng đã đi, hai thằng lính nó về quê rồi, về quê ăn Tết rồi mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, mọi người chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Lần sau mình sẽ làm clip từ A tới Z cho mọi người coi luôn. Hồi nãy quên mang máy quay đấy, máy đợt máy này. Đợt máy mình lấy bằng cái này thôi, mọi người biết rồi đấy, rất là khó luôn. Mình bị đâm tay vào đây này. Đau quá trời luôn.